Ừ, trong bầu bầu nó đây nó dần ngầm hết rồi. Mới này á.
nữa rồi. Hai chưa? Không ăn thế thì ta bỏ cho chọn. Túi đông quá. Nắp đây, nhặt đây. Anh có lấy không 5.000 đó. Nhặt đó vì nó qua nó về nhà cho mà. Lấy 2 cân thử xem nào. Con thử lên bà xem. Đây cứ bình tĩnh đã bà. Bình tĩnh đã. Hỏi của anh đã. Cô mà đi lấy tiền anh nhá. Được rồi, cứ từng người một. Hết rồi còn đâu. Chú là chị đâu? Đây. Ở trong khách đây rồi, hết béo bà chín rồi. Cái của bà 2 cân 2 đây. Đây, cân này, cầm lấy tiền này. Cân chị trả lấy cho 6 cân rồi. Đây, cân này. Bán được chưa? Bán nhanh. Nhìn thấy đông lắm, khen còn đây là mất mẹ hết rồi. Hãy subscribe.
Thank you.
chân sắt. Cái chân sắt nữa. Thank you.
thị trường bán thì vô cùng ít, và tất cả những cái tài liệu thì đang tập trung nhiều vào thời kỳ đầu, đấy là thời kỳ vua Mạc Đăng Dung, khi mới lên Thank you.
Hào ơi. Hào à. Đấy. Đứng ạ. Đứng ở vị trí trên á. Công việc mà đôi khi chúng tôi cũng không thể mong đợi được là có thể hoàn thành trong cái thời gian đó. Chúng ta cần tham gia chương trình chia sẻ những chữ và ở đây nhất thì trong quan hệ mà làm sao để cơ sở pháp lý của chúng ta cơ sở dữ liệu đã được vận hành thông suốt và khai thác hiệu quả hay chưa? Đặc biệt là trong việc thực hiện hai cái này đã cào luôn mà tôi quyết luôn. Có một cái điều tôi vui là tôi tham gia cái chương trình này. To tùng nồng, đen nồng. Nồng. Ủa tên này. My label. 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 My Nhưng thực ra chúng ta cần phải tổ chức các cơ sở dữ liệu từ cấp thời gian theo cái điều khoản của chúng ta. Cuối là khó lại được hơn. Đầu tay đến bây giờ. Với ông Lâm Trương đúng không? về câu chuyện chính phủ điện tử hay là câu chuyện dữ liệu là nó phải là những người mà thứ nhất là có tư duy học cái tên này công nghiệp này nhá học cái này không có một cái thông tin gì về chuyện không biết được bảo vệ bởi vì vâng, ở góc độ kỹ thuật thì vấn đề bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân rồi dữ liệu ngành trong hệ thống cơ sở dữ liệu chung thì cần được xử lý như nào để bảo đảm mình tính hồ ao để nó nhưng theo tôi thì chú ý một vấn đề tức là áo nước thử đấy tâm lý chưa sẵn sàng chưa có liên thông kết nối liệu có phải là một trong cái rào cản quan trọng trong quá trình này hay không thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ. Đặt tên là cái nhận định này tương đối chính xác. Vẫn quay trở lại là bài toán tư duy và tâm lý. Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thôi được gì nào nó. Thật nguồn Hà Lan, Bali, Bồ Đào Nha.
của dân thường văn này ông nữa. Ngoài điều khoản cuối năm, NATO cũng có một chiến lược quan trọng không kém và đang là trung tâm.